Cô Hạnh xin gửi lời chào trân trọng tới các quý vị phụ huynh và các con học sinh yêu quý. Ngày hôm nay cô Hạnh rất là vui khi lại được gặp các con và bố mẹ trong chương trình Luyện đọc cùng con. Và các con ơi, chúng mình thử xem ngày hôm nay cô sẽ mang đến tiết học của chúng mình những nội dung gì nhé. À, hôm nay chúng mình sẽ được cùng luyện đọc âm thờ, âm chờ. Và sau khi luyện đọc xong, các con sẽ được chơi một trò chơi và cô Hạnh bí bật mí nhé. Trò chơi của cô hôm nay rất là hay. Chúng mình hãy chờ đón đến đoạn cuối của tiết học thì sẽ được chơi. Và bây giờ cô xin giới thiệu âm đầu tiên chúng mình học, đó là âm thở. À, trên hình ảnh của cô, bạn nào biết đây là cái gì không? Có thể có một số bạn sẽ không biết, vì chúng mình chưa bao giờ viết thư đúng không? Và đây chính là lá thư đấy. Thư là một hình thức trao đổi thông tin gián tiếp bằng chữ viết. Và đây là thư viết tay. Và ngoài ra hiện nay thì chúng mình còn có cả thư điện tử nữa đúng không? Và chúng mình thử phát âm cho cô tiếng thư nào. Thư. Làm lại nhé. Thư. Tốt lắm. Bây giờ các con hãy phân tích cho cô tiếng thư, để xem tiếng thư được tạo bởi những âm nào. Thư, thờ, ư, thư. Rất là giỏi. Các con hãy làm lại một lần nữa nhé. Thư, thờ, ư, thư. Đúng rồi. Như vậy, tiếng thư được tạo bởi âm thờ và âm ư. Và khi chúng mình đánh vần là thờ, ư, thư. Rồi, và ngày hôm nay bạn tự thở có rủ chúng mình đến chơi nhà của một số bạn đấy. Thử xem bạn chữ thở ngày hôm nay sẽ đi gặp bạn nào nhá. Thờ A. Gì nhờ? Tha. Đúng rồi, chúng mình cùng làm lại cho cô nhá. Thờ A. Tha. Tiếp tục nào. Thờ O. Thô. Giỏi lắm. Làm lại nhá. Thờ ô thô. Tiếp tục nào. Thờ ơ thơ. Làm lại nào. Thờ ơ thơ. Tiếp theo đó là thờ u thu. Và một bát nữa chạy theo. Ui, bạn chữ y. Thờ y thi. Chúng mình đọc lại nào. Thờ y thi. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc trơn lại các tiếng màu vàng nhé. Tha, thô, thơ, thu, thi. Cô rất là khen các con. Làm lại thêm một lần này nữa. Lần này phải nhanh hơn. Tha, thô, thơ, thu, thi. Ui, bạn chữ thở này ngày hôm nay rủ các bạn vào ngôi nhà 2 tầng của mình để chơi. Và bạn đầu tiên đi vào căn nhà của bạn này, đó là bạn gì đấy các con? À, là bạn Tha. Đúng rồi, có bạn đã đánh vần rất là nhanh và biết được đây chính là tiếng Tha. Chúng mình đánh vần lại nhé. Thờ A Tha. Ồ, bạn Tha ơi, hôm nay bạn Tha ở tầng 1. Thế tầng 2 có bạn gì đấy? Ồ, dấu gì các con? Dấu Huyền. Tha Huyền. Tha. Đúng rồi, chúng mình làm lại nào. Tha Huyền. Tha. Rất là giỏi. Tiếp theo nhé. Ồ, vẫn bạn Tha ở tầng 1. Tha Sắc. Tha. Giỏi quá. Làm lại nào. Tha Sắc Thá. Theo nha. Tha gì đấy? À, Thanh hỏi các bạn ạ. Tha hỏi thả. Đúng rồi, tiếng thả. Tiếp theo nào. Ồ, lại là tha. Tha gì nhở? Ồ, tha ngã. Tha. Đúng rồi, chúng mình làm lại nào. Tha ngã thả.
tốt lắm. Tiếp theo, tha nặng, tha, đúng rồi, tha nặng, tha, đó chính là tiếng tha. Như vậy là cô thấy chúng mình khả năng bật ra thành tiếng đã là tốt rồi đấy. Chúng mình lại tiếp tục chuyển sang âm tiếp theo nhé. Đó là âm chờ. Và chúng mình thử xem hình ảnh mà cô Hạnh đố các con đây là hình ảnh gì. Ai đã đoán được cái tiếng mà cô chuẩn bị đố chưa nhỉ? À, có bạn đã biết rồi đấy. Đây chính là cây tre, đúng không? Chúng mình nhắc lại cho cô tiếng tre nào. Tre, đúng rồi. Đây là một loại cây rất là quen thuộc của các vùng quê Việt Nam mình, đúng không? Và cây tre thì có một cái thân màu xanh, và có một số loại là tre ngà thì có thân màu vàng. Tí nữa trong bài này cô sẽ giới thiệu cho chúng mình hình ảnh tre ngà nhé. Và bên trong của cây tre này thường là rỗng, và tre thì hay mọc theo từng khóm và ít khi mọc riêng biệt một mình lắm. Và bây giờ chúng mình hãy quay lại với tiếng tre để phân tích xem trong tiếng tre này gồm có những âm nào. Nào thử nghĩ xem. À, có bạn đã có đáp án rồi đấy. Chờ, e, tre. Đúng rồi, các con hãy đánh vần lại cho cô một lần nữa nào. Chờ, e, tre. Rất là giỏi. Và bạn chữ chờ ngày hôm nay mở một buổi tiệc. Và trong buổi tiệc này có rất nhiều bạn đến chơi với bạn chữ chờ. Chúng mình thử xem bạn chữ chờ ngày hôm nay sẽ chơi với những bạn nào trong bữa tiệc của mình nhé. À, đó chính là bạn U. Chờ, U, Chu. Đúng không? Chúng mình khi phát âm thì cái này chúng mình phát âm chờ, để mình phân biệt với âm chờ nhá. Các con phải nhớ uốn lưỡi lên một tí. Chờ, u, chu. Tiếp theo nào. Chờ, ư, chư. Đúng rồi, chư, chư bắt giới. Tiếp tục. Chờ, o, cho. À, làm lại nào. Chờ, o, cho. Tiếp theo nhá. Chờ, ô, chô. Tiếp tục nào. Chờ, a, cha. Ôi, hôm nay nhiều bạn đến thăm bạn chữ chờ thế. Chúng mình lại đọc trơn lại cho cô những tiếng màu vàng nhá. Chu, chư, cho, chô, cha. Ôi, mỏi mồm quá đúng không? Bây giờ đọc nhanh hơn nữa nào. Chu, chư, cho, chô, cha. À, chúng mình phát âm như là người nước ngoài. Bây giờ chúng mình thử xem nào. Ngày hôm nay trong ngôi nhà này, bạn chữ chờ đã mời thêm bạn âm A vào để đó chính là tiếng cha. Đúng rồi, thử xem nhé. Tiếng cha ngày hôm nay gặp bạn Thanh gì? À, đó là Thanh Huyền. Cha Huyền, cha. Rồi, giỏi quá. Tiếp tục nào. Cha sắc trà. Thật là tuyệt vời. Tiếp tục nhé. Cha hỏi trả. Đúng rồi. Ví dụ như là mình trả lại một cái gì đó cho một ai đó, giống mình dùng từ trả nhé. Tiếp theo này. Cha ngã trả. Đúng rồi. Cô khen các con làm rất là tốt đấy. Tiếp theo nào. Cha nặng trạ. Đúng rồi đấy. Cha nặng trạ. Ồ, như vậy là các con đã đọc rất là tốt những tiếng vừa rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần luyện đọc câu. Hãy đọc thật to cùng với cô các con nhé. Và đây là câu đầu tiên. Chúng mình nhìn nhanh, đếm tranh cho cô. Trong câu này có mấy tiếng? À, 4 tiếng đúng không? Đúng rồi, đó chính là 4 tiếng. Và chúng mình sẽ đánh vần cho cô tiếng đầu tiên nào. Bờ e bé sắc bé. Cờ o co sắc có. Giỏi quá. Lờ a la sắc lá. Thờ ư thư. Bây giờ mình sẽ đọc trơn luôn nhá. Bé có lá thư. Nhanh hơn nào. Bé có lá thư.
Ồ, có bạn đọc nhanh hơn cả cô rồi đấy. Bây giờ cô sẽ phải đọc nhanh hơn thôi. Bé có lá thư. Giỏi quá. Ôi, câu này rất là dài. Nhưng mà dài chúng mình vẫn đọc được đúng không? Ừ, tuyệt vời. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đánh vần nào. Cờ ô cô. Thờ u thu. Chờ o cho. Bờ e be sắc. Bé. Đúng rồi. L a la sắc. Lá. Cờ ơ cơ huyền. Cơ. Ôi, giỏi quá. Có bạn vừa rồi đã bỏ cả qua giai đoạn đánh vần, đọc được trơn rồi đấy. Bây giờ chúng mình lại chỉ tay vào từng tiếng một, đọc trơn theo cô nhé. Cô thu cho bé lá cờ. Ôi, có bạn đã đọc được hơn cả cô rồi. Quá là tuyệt vời. Bây giờ chúng mình sẽ đọc cho cô lần hai, nhanh hơn nữa. Cô thu cho bé lá cờ. Ồ, giỏi lắm. Các con đọc tiếp tục cho cô lần này, nhanh hơn nữa nhé. Cô thu cho bé lá cờ. Wow, không có gì có thể làm cho chúng mình cảm thấy khó khăn. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào đến phần số 3. Cô Hạnh cho chúng mình 1 phút để tự đánh vần xem nào. Hãy chỉ tay vào từng tiếng một và đánh vần cho cô. Đã có bạn đánh vần được sang tiếng thứ 2 rồi đấy. Ồ, có bạn đã đánh vần sang được tiếng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Wow, giỏi quá. Bây giờ chúng mình thử đánh vần lại với cô, thử xem chúng mình đánh vần có đúng không nhé. Chờ u chu sắc, chú. Cờ a ca sắc, cá. Chờ e chê. Bờ e bê. Bờ e bê sắc, bé. Đúng rồi, rất là giỏi. Bây giờ sẽ đọc trơn nào. Chú cá chê bê bé. Ồ, lần hai nhá. Lần này nhớ đọc trơn nhanh hơn một tí nào. Chú cá chê bê bé. Wow, bạn đọc thật là to. Cô khen con. Bây giờ đọc nhanh hơn nữa nào. Chú cá chê bê bé. Wow, thật là tuyệt vời. Chúng mình đã luyện đọc rất là giỏi những tiếng có âm thờ và âm chờ đúng không? Tí nữa sau tiết học này các con hãy ngồi đọc lại cho cô thêm một lần nữa. Và lần đọc đấy các con hãy nhờ bố mẹ dùng đồng hồ bấm giờ và ghi lại cho cô thời gian đọc nhé. Và ngày mai chúng mình lại đọc lại và cũng bấm giờ cho cô thể xem là lần đọc ngày hôm nay và lần đọc ngày mai lần nào có thời gian ngắn. Lần nào mà có thời gian ngắn chứng tỏ là chúng mình đã đọc rất là nhanh rồi đấy. Chúng mình hãy lấy đồng hồ để đo cái được thời gian đọc của các con. Chúng mình đồng ý không? Rồi, và như là cô đã hứa với chúng mình ở đầu tiết học ý, cô sẽ có một trò chơi cho các con. Và các con ơi, chúng mình có biết nhân vật trong trò chơi này của cô không? À, đó chính là bạn Xì Chung. Đã bạn nào xem phim Xì Chung chưa? À, nhưng mà các con có biết không, ngày hôm nay bạn Xì Chung đi về nhà. Nhưng mà trên quá trình đi, trên đường ý, thì xe ô tô của Xì Chung gặp rất nhiều chướng ngại vật. Xì Chung phải vượt qua các chướng ngại vật đấy. Và để vượt qua được các chướng ngại vật này, Xì Chung phải trả lời những câu đố. Nếu trả lời đúng mới được vượt qua. Ai sẽ là người giúp Xì Chung ngày hôm nay vượt qua các chướng ngại vật nào? Ồ, chúng mình đã sẵn sàng giúp Xì Chung chưa? Hãy sử dụng những kiến thức mà các con có được để giúp bạn Xì Chung về được nhà nhé. Và bây giờ chúng mình thử xem xe của bạn Xì Chung sẽ đi đến đâu nào. Ôi, Xì Chung ơi, Xì Chung đã bắt đầu đi rồi. Ồ, chướng ngại vật đầu tiên của Xì Chung đó là một hòn đá rất là to. Ô tô không thể nào đi qua được. Và muốn hòn đá này biến mất, các con sẽ phải giải đố. Trên màn hình của cô có một loài cá. Và loài cá này
có tên là gì. Nhiệm vụ tìm ra tên loài cá này của các con đó là sẽ phải thử thách điền âm thờ hoặc âm chờ vào chỗ 3 chấm. Chúng mình nhìn thấy chưa? Theo các con là điền thờ hay là chờ? Thử đánh vần xem nào. Cờ a ca sắc cá. Đúng rồi. Thờ ê thê, cá thê. Chúng mình đã nghe thấy cá thê bao giờ chưa? À chưa đúng không? Chờ ê chê. À, đây chính là con cá chê. Ai đã nhìn thấy con cá chê này nào? À, đây là một loại cá da trơn và nó sẽ sống trong một môi trường nước ngọt đấy. Xì chum ơi, tớ đã giúp xì chum giải được câu đố rồi. Viên đá nào, hãy biến mất đi để cho xì chum đi tiếp chứ. Ồ, xì chum lại đi. Ôi, lần này không phải là viên đá nữa mà lại có một cái miếng chặn ở giữa đường. Và có một hình ảnh ở trên, thử xem chúng mình sẽ phải giúp bạn xì chum này như thế nào. Ồ, đó là chúng mình sẽ phải điền cho cô âm thờ hay là âm chờ để theo đúng cái bức tranh. Chú này được gọi là gì? À, có bạn đã đoán được rồi, cô rất là khen. Đây chính là chú thợ nề. Chúng mình nhắc lại cho cô nào. Thợ nề. Như vậy tiếng thợ thì mình sẽ phải điền âm thờ hay là âm chờ các con? À, chính xác. Đó là âm thờ. Chúng mình đọc lại cho cô nào. Thợ nề. Tốt lắm. Các con đọc lại nhé. Thợ nề. Ồ, thật là giỏi. Thế các con có biết thợ nề làm nghề gì không? Có bạn đã nhìn hình ảnh đấy cũng đoán được đúng không? Đây là người lao động mà làm trong lĩnh vực xây dựng đấy. Và họ thường đảm nhiệm các công việc, ví dụ như là xách xô này, nước này, trộn hồ này, trộn vữa này, xây này, chát này. Đấy, để xây ra những ngôi nhà cho chúng mình ở. Bây giờ chúng mình thử xem nhé. Mình vừa giúp xì chum trả lời đúng câu thợ nề. Thử xem xì chum đi tiếp tục. Và lần này xì chum đã về được nhà chưa? Hay là lại phải gặp chướng ngại vật nữa? Ồ, bạn xì chum này hôm nay. Ồ, thật là chia buồn với xì chum. Xì chum lại gặp một cái chướng ngại vật giữa đường rồi. Và lần này các con có muốn giúp xì chum không? Xì chum rất muốn về nhà rồi, nhưng mà tại sao mà lắm chướng ngại vật thế? Ừ, bây giờ chúng mình hãy giúp xì chum nhé, để cho xì chum được nhanh về với gia đình nào. Đây là hình ảnh cây gì các con? À, có bạn vẫn còn nhớ hình ảnh đầu tiên cô giới thiệu đúng không? Cây này rất là giống cái cây đầu tiên đúng không? Nó chỉ khác đó là khác cái màu đúng không? Đây chính là cây tre ngà. Các con nhắc lại cho cô nào. Tre ngà, đúng rồi. Và để có được tiếng tre, có âm e sẵn rồi, thì mình thiếu âm gì nữa thôi? Ồ, âm chờ, đúng rồi. Chờ e, tre. Và chúng mình sẽ đọc trơn là tre ngà. Ồ, đúng là tre ngà rồi. Và chúng mình đã nhớ được cô Hạnh giới thiệu là tre ngà chưa? Cây này nó có màu vàng và có sọc xanh và cao chừng 6 đến 12 mét đấy. Như vậy là ngày hôm nay chúng mình đã giúp bạn xì chum gần được về đến đích và chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng thôi. Đây là gì các con? À, có bạn đoán ra rồi. Nhà trẻ đúng không? Nhà trẻ này thì mình sẽ điền là âm chờ. Đây là nơi một cơ sở giáo dục mầm non nhận trông trẻ từ 3 đến 3 tháng tuổi đến 3 tuổi đấy. Và như vậy, xin chúc mừng bạn xì chum và cô cảm ơn tất cả các con. Chúng mình đã giúp xì chum về được với gia đình của bạn ý. Cô Hạnh xin cảm ơn các con rất là nhiều. Xì chum cũng nhờ cô Hạnh gửi lời cảm ơn tới các bạn nhỏ. Ngày hôm nay đã rất là tích cực giúp bạn xì chum về được với nhà. Cô xin chào các con. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Ha 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 ha